phạt các bạn là làm quá trời. Là này. Cái loại này là loại lần lọng rồi, không trồng đâu. Rễ này các bạn thấy không? Cây này mà bám lên khúc gỗ nó vẫn sống được. Đây là cá tả này, lấy nguyên từ trên rừng xuống này. Đoạn này xấu rồi, hoa rất là xấu. Để xịt nước thôi, xịt nước thôi là sống rồi. Để bám khúc gỗ rồi. Đây cũng to, mắt hoa. Cái này rất là rễ. Khu vực này là có bàn ghế gỗ luôn này, đẹp không? Đẹp. Tâm tâm ngồi đây ngắm hoa. Đẹp không, đẹp không? Được mấy giò thôi.